Okay, hello everybody. Yes, I'm Savans. How are you today? Yeah, for me, I'm very well. Okay. Okay, today I teach you about opposite words. You know, opposite words. Ba, pia tui. Ba, group cùng liên dương ông pia tui. Anh ấy dương rụm lắc lăng quanh. Đa đa bị group dương. À, riêng một giờ hả anh chẳng riêng một đất làng vinh thầm ra thì sần tôi chăm không có chỗ tàu mê riêng riêng tiền. Ok, opposite words. Ok, look here, look at the whiteboard. Look here. Ok, opposite word, you know, opposite word. Okay, opposite word. Ba, opposite words. My name is Tha Pia Tui. Ba. Pia Tui. Còn ai, nhưng dưới Tha Pia Tui nâng, thì sao này hào thác opposite words. Pia Tui. Okay, like big, big. Bà cũng đã O P P đấy, mực hàng lớn đấy mà opposite nè. Tôi big tôi nâng ấy, tôi nâng small. Okay, big opposite small. Thế opposite đi, opposite. Yes, do you can see? Opposite nha, so I can use hàng lớn này hả? Ok, big, opposite, small. Bà, chấp bà mình chấp bà ấy, bà phát quản ấy, ca chạp tam qua dương tập 4. Màu một nước nhưng mà toàn màn trìm thấy tập phê bởi riêng tấu. Màu một khác, chấp bà có dương bằng sống đằng này. Phần tái, chạp bì xa ấy, tấu dương cũng ok ấy, của ngày này. Nhưng tập của mô sân tập nụm đài, nhưng mô đòn này thì tập phê chẳng tập viên. Riêng thật nhận tích và cũng đang riêng thòm thói bằng lấy cái hào thạc thay ớt. Dạ, thay ớt. Nhưng chẳng, dừng mớ biết này opposite, ok. Opposite words biết tôi big, opposite, small. Nhưng chẳng biết sao bằng lấy big, biết sao mà chẳng phải thả thông. Và thông. Opposite tôi những cái ấy, tôi. Và big thumb là tối, small. Ok, one more. Ok, tall. Và tall. Tall, opposite. Ok, opposite, short. Short. Chân mình này thang tall ông lấy bài thạc. Ủa mài dưỡng. Ủa ông lấy thò opposite sọt. Sọt đấy mình bên bài thạc lấy đấy bài thạc tiếp. Mùa là hai đứa dưỡng tôi tôi tạm kia mài dưỡng cả này dưỡng ốc cực tiếp. Và sọt tiếp. And one more. Weak. You know weak. Weak. Ok, strong. Weak thì sao ông lấy thà weak. Opposite và strong. Và strong là thật kháng, weak sao. Chẳng thì sao mà chứ. Sao. Và bà sự tổ bóng của ta đạt kinh nghiệm thì quyết hạch tôi quyết định tập ớt nhưng đạt ở đây sau the opposite strong. Strong trai thá làm ok thì bà nói strong. Yeah, strong làm ok strong. Bà bây giờ đây mơ ớt chút bác
dương comment prap phong rồi nhôm check ngày sai ai cần ngày này còn check mưa tấu dương khởi và thả bằng ba nhôm nông sợi thua anh chị cả chặt đam trong off này đẹp và họ quân bà để bà là dương được chữ đại nông ca dương sơn ít nhôm nông bình chân phải off pin đặt tập tiếp nhôm để ai vừa tấu bà đấy phải off đặt tiếp nhôm và nhôm nông suy diêm còn mai và mô trong chấm này trong tiền bà má thì em đang đau thì chấm này đang tập một mũi một mũi stroke do bệnh bạn và mình thả tập mình thế mình chạy vào chấm này và em đang tê chấm này đang trong ở tàu tiền off ở tập chi diêm và giúp cho tôi đạt nó biết là mũi mũi sầm lại đang tấu check mũi móc bị khơi những ai cái xa nó bị tiền off ok ok continue our lesson continue our lesson bằng to mới đến dừng tiền được một cái thắc go on có phải thả bằng to continue nó có phải thả bằng to ok anh chẳng weak opposite strong và sour weak strong clang sour clang và soft và cái song này cái hát thật soft và soft và opposite ha bà nhưng mà chị dùng xe bán không không phải bạc chẳng biết thả sọ nó ra thả sọ tuần thì sạc mà những sọ tuần được gọi tuần vì riêng chị biết chúng ta tuần cho thành đoàn đấu nè sọ tuần được gọi tuần soft soft skill soft words soft skill mình lấy thả thì hạ thả chùm nến tuần luôn cứ bình chân tay bị khẳng khăn ngôi dường anh nó cái hào soft skill rồi còn soft words phía xa và em là hai em phía xa tuần luôn cái hào soft words so không sợ tuần nó bộ ngôn vật phía yên á phía xa và em là hai em phía xa tuần luôn nó không vô giá cái ta đặt phía xa nó cứ soft words phía xa đây tuần luôn thì đặt hết tuần luôn và bây là hát hát lại đi soft tuần là ta hát rừng này nè rừng và hát đấy tại bàn sáng là rừng clang ok hard working student mình đây là sao để không trang luyện sâu nè hard working teacher guru để không trang bàn và luyện bị chul sao hard working worker cầm một co để không trang bàn phơi càng gì rất bàn này được học ok nè bị hard mà mạnh lắm lại nít còn đây lại nít soft hard mình đây thá tốn rừng ok mình to tiếp fast ok fast slow rồi mình làm slow ba riêng play bằng tách và fast ok fast opposite slow và fast slow chẳng fast prai thá lươn ok fast thì sao mà anh thả lươn ông lấy thả fast opposite nè và opposite nè thế chúng ta nó cần off opposite và tầm mùi nó bị tròn trong hàng lớn nó bà mình nên thả tiệm tôi nó cứ à to bên bên làm chạy ở cái sinh này và phang lớn slow prai thả dứt và fast dừng rốt lươn đấy nhá run fast thế này walk slow này walk slow là dứt dứt là run fast lắm là lươn nó rốt lươn phần tục ran ran nó rụt ok và bên này đang chắc mình là fast lớn opposite slow lướt ok fast opposite slow fast opposite slow right fast opposite slow ok ok one more yes one more
Và rồi riêng của bạn tích là heavy. Heavy prai thá ngôn. Đó bê xá. Và light. Và thằng ráo riêng mình tích mà. Và xa về riêng tiếp đấu. Và đài riêng bằng ấy. Heavy opposite light. Và heavy chúng ta thá ngôn. Khơi nhảy đi phóng và ta dừng chạy mơ luôn viên đọc nó rất ai khơi nha nên cũng cùng là như này và đọc bên lái ra thật sao ok lên xe heavy yes heavy stone mòn với nguồn đỏ lại nó heavy lại lại mắc hở lại mắc hở mà mê tha phở đứng với sra và chẳng muốn sra opposite heavy opposite light understand ok look at again please ok opposite words yeah opposite words tiếp tôi big opposite small thấm tôi nắng tốt tall opposite short yes poor tôi nắng tiệp weak opposite strong và sói tôi nắng clang soft opposite hard tốn tôi nắng rừng fast opposite slow lươn tôi nắng dựt heavy opposite light heavy nguồn tôi nắng sra bạn bây giờ không chế thì sao lên mùi mùi đi ok this time I speak English words by words và cũng như sao ông lên mà mắt ở mùi là hạt hát là dân chặn bạn chẳng về nà đại lục của trông cho ông lê trả nên tất lúc bỏ thì không ai ảo dân chặn bạn này bạn thì tất dân cô nông bậc cao nông cao như ông này bán trám nhưng ở bên chặt bán trám tôi phải nó chặt vì tích tôi sân nè bà được học nghề bà chấn dương bà bàn to một hàng này tiếp chạm được cô bị chua hái ok chạm được cô bị chua hái chạm dương bà sơ xế ok like example example ok example okay, like example, big, you know, big, big, like big tiger, big elephant, okay, okay, big lion, yes, you can say big, right, example, for example, but, let's go to the heart, you can talk to me, example, like, big okay big elephant đồng rấy thổng elephant và elephant đồng rấy và việc khác lúc lúc bằng chạm bạch bà hoa dương thế vì vụ dương mơ tất nhiên ai dùl hết là dùl gì cụ bà 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 ông lê tớ dừng dùa tớ nhưng mình chạm bạch bà khả mại thì chẳng nghĩ xuôi dùa thì hơi riêng hạt chạy lường ok like big elephant đầm rấy thổng cụ bạch đã xây được đạp tiếp các bạn này big elephant đầm rấy thổng ủ tiêu hoa tha elephant is big right elephant is big thì một cái tiêu dụng elephant is big cụ bà 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 nó cũng đã ao mơ mình to thật ok let's ok like this you can say elephant is big or you say you just say big elephant yes this sentence elephant is big. Yeah, big elephant. Đầm rầy. Okay. And tall. Right? You can say
Like he cho nó he with what? With is yes. He is yes. He is what? Say tall. You can say he is tall. Quát cổ. Yes. It is big. Vía thòng. Right? Elephant is big. Elephant cứ thòng. Đồng rây cứ thòng. He is tall. Vía quát cổ. Tall man. You know tall man? Man bộ rõ. Đó tall man bộ rõ cổ. Yes. Bộ rõ cổ. Bà bộ rõ cổ. Bà cổ chìa mà thương chưa đó. Bà cái hào thá. He is tall. Quát cứ bà bị yến ra là cứ được chia thì chết phải là ru nên tao cho mình dừng tàu cái này là tu về nhận vì có bỏ phải dùng bây giờ bây giờ có ở dừng hiện tại ok and one more she is yes she is what this and this which one act to you mùa nào mà bán thì phải đạt một dưỡng she is she is big. Okay. She is weak. Nếu cứ sao mình nơi tha sao ấy khang cầm năng riêng cái mình sao bị bệnh nhà thì bà bệnh nhà nếu bà lọ khang phân tá khang riêng cái body xong đây là body nữa riêng cái weak body sao ấy khang riêng cái bà but strong character còn tái một lực nặng lẽ thằng nặng nó cứ khẳng chờ đợt mình diễn biến cứ lo khẳng strong character đó big body và hình cài character nó một lực lẽ thằng nặng và strong what strong character weak body khẳng một lực lẽ thằng nặng còn tái rụp hình cài nó cứ xào ok she is big, niêng xào, bà, niêng xào, ok. And one more, phía sau đây là one, bột nâng mò, one mùi, one more, món thèm tiệt. One more, mùi thèm tiệt, ok. One more, ok. Ok, you can put soft or hard, ok. Like it is. But it is. They are. They are. Yes. They are. Yeah. They are. They are. Okay. They are soft. Yeah. They are soft. Bà. Lùn, em là hàm. So they speak in a soft words. So they speak in a soft words. Được nói phụ kê, nên dây nông sống đầy và em tuân lùn. Soft word. Soft word nó sống đầy tuân lùn. Sự thiêu bình xa và em là hàm. Bà. So they speak in a soft words. Được chắc phụ kê, nên dây không sống đây tuân lùn và em là hàn. Và soft words sống đây tuân lùn. They speak phụ kê này dây. Đấy. Không sống đây tuân lùn và em là they speak soft words. Ok. And one more. Fast opposite slow. You see? Fast, slow. Yeah, you can say it is. It is slow. Okay. When you ride on a cow, on a buffalo, nó bị lên lạc chì cô, rồi có chì cực bay như thế. You say, it is slow. Vì là dữ đó. Yeah. It is not like our motorbike. It is not like our car. Vì là mình đôi chìa con mà tôi bỏ hiện tì hai cò việc mình đối chỉ lán bỏ hiện đài. So it is slow when you ride on a cow. Nó phải là dùng chỉ cố ride chỉ mà chẳng có việc it is slow vì dịp
And the last one, heavy opposite lies. Okay, heavy opposite lies. Right, we say about something, you know, something. Đối dương này dây ông pi rồi bỏ ra bò vay muôn chắc. Và say about something. Dương này dây ông pi rồi bỏ ra bò vay muôn chắc. Còn lại là heavy things. Heavy thing. Rồi bỏ đặt nguồn. Còn lại heavy dictionary. Vậy chẳng là rộng thông lắm. Heavy dictionary. Vậy chẳng là rộng mối thông lắm nguồn. Ok. Lại light feather. Và rộng sạch muối sra. Like pen, bịch muối sra, like paper, cái đá muối sẽ lấp sra, ok. Cái lại là he is a heavy man, quạt chia bờ rõ, thun mình là cái lô quạt thun, cái lô quạt sra thun. And he is a little boy, he is like quạt nắng sra, à không mình tôi nắng từ sra mình là cái lô quạt sra. Chẳng biết lại nâng heavy nâng, nhưng opposite nếp dân ách pra bàn được nè. Pra vật thụ, bọt sát mà nụ của bạn đấy. Nhưng ọ, lại nâng heavy. Chẳng biết thả, heavy, light. Like say this, like elephant. Elephant is heavy. Sát ẩm rấy cứ thuần. Ok. A boy is light. Mình bảo cứ sả. Né. Ok. Like it is, say, it is. Yes, it is heavy. Like elephant, elephant is heavy. Elephant, cứ thuần. Sát tầm rấy, cứ thuần. Yeah. Elephant is heavy. Sát tầm rấy, cứ thuần. Ok. A boy is light. Mình còn nó cứ sào. Yeah. This marker is, yeah, marker. This marker is light. For này cứ sao, okay. And say about the man of dictionary or something else. Nhưng để bị bỏ rò, rồi có về chỗ nào là cầm, rồi có bỏ xem xem tiếp. Say heavy. Like this man is heavy. Bỏ rò hết muốn là cái lô có muốn trong điểm này. Okay. Right. Okay. Okay, now we finish our sentence and opposite word this. Now write down for 10 minutes. Write down for 10 minutes. Okay, write down. Yeah, write down. Okay. Okay, write it down. Wait a moment. Yes, I'll come soon. Bà chàng một lát, cô nâng màu với nhà lâu này nè. Bà dừng xe xin tóc đọc một tí. Một tí tiết, cô nâng lọc màu vĩnh bằng to, tàu một tí tiết nè. Ok, xe xin tóc. Okay, thank you everybody. I'm back. Và open cái off này, được cô ban trả lời một bình hỏi. But continue to write
it in your notebook. Phần tay bằng to trong ca sẽ viết nó không sẽ thâu sẽ bỏ dưới hỏi bạn chọn hỏi bạn finish. Ok, are you ready? We all know. But we can say yes, okay, yeah, just, but okay, yes, okay, okay. After that, I will do explain. I will explain you all about the sentence and make and yeah, like big and small, light and tall. Hey, okay. Good enough. I want you to review our song, you know, our school song in UBC school. Do you know? You remember, children? Yes? Okay. Listen to me now. When you write already, listen to me. Yeah, our UBC school. Yeah, I chant for you all, you know. Chant. Yeah, right, huh? So, yeah. I chant for you all, number one. Like, our school song, okay. Phụ dương cụ ma đại sạch xa đâu xả la dư bì xì khách khám xâm phi dọc cầm nánh mọc ở bàn toàn phụ nộc mênh trao khám riêng công ạc khàn từ phụ dương ban dù thần can to tông mục dương bàn sống bàn sập bay có bị phụ hông ca sạch xạc dù ok, this our school song one. Ok, I just remind it you want to đọc về lăng vấn. Ok, one more time. What's your name? Ta nang chmua vay. Hello, Tuesday. Goodbye, som lia. Mok ning ghi hao kham here. I go there. Ya to ti nung. Hat ka baal. I play mau mwad. No phone jam stuan. Pra tha chro mong. Hat away. Yung jam do chnang. Ka tai pi pro. Sala UBC. Ka tai pi pro. Sala UBC. UBC International School. Okay. One more chance. You know. One more chance. Mua tiết đã trao sốt. Đôi chìa. Ok, good. Good, phía sau ông lấy, không ai yên bài thác. Lọ ọ. Ok, can I listen to me? Ok. Good, lọ ọ, trò, phùa, can, you, carry, practice, a, cha, rực, bát, yeah, bị, xe, special. Ăn khó, phù, lục, trù, thích, chờ, singer, nẹ, chriêng, phliêm, xuân. Rô hà, rô hôn, hà, ri, happy, sắp, bài, ớt, đồ chai, no money, ớt, ai, xì, no food. Chút crazy lazy chervel mục DC baby con nga cái chma dog cat man bộ rõ cầm lo young man đã chấm băng army taxi con lance man suppose cái group buck king link king top job min drop click forget one more smile nhỏ nhâm song khâm hộp cần đốt ra sofa learner nè riêng in print sai. May my widow try to know no ball, mid doll, come down, but all my car ones. Back can such true and jay put die. But then some jump, though I will be up and down. A car that came so big to jump out, mui. Ban jump it June, but you could have good all. Good brother all. Crop who can you carry? It's only that can look at you, only that carry. Bất thí bài thật xa nhé. Đó. Click forget. Đó trong cài của Phật. Chẳng dừng là chạm. Đó vì dừng là khơi có dừng chạm. Và dừng mình to ca sẽ xây ra bỏ dừng kia tất. Ở chọc hả. Xong rồi mình to vì chú là mình tham. Mình bị cao ra. Ok. Let's continue our lesson. Yeah. Continue our lesson. Tỏ dừng mình to mê riêng là bỏ dừng kia. Yeah. Continue. Rồi có go on this. Translate upon this. Rồi prae ơi ta mà chọc đấy nó từ phố dừng chạy việt prae trong ở hai khăn nó hết khăn đấy nhưng chạy phục cảm từ dụng phụ dừng. Example elephant. Yeah, elephant is big. Ông khăn it is big. Sát tầm rấy cứ thổng. He is tall. Quát cứ phụ. She is weak. Nên cứ tuần sau. They are soft. Phụ kế bà tôn phun ăn hàng. It is slow, vía cứ dư. It is heavy, vía cứ thuôn ốc. We can say elephant, yeah. Elephant is heavy. Đầm ráy cứ thuôn. Đầm ráy tràn tạo một chút mệt thuôn. Bà bà chân dương bần to. Tâm kháng nốt. Đầm bày bần to mê rừng dương như tí tức hài nít.
và dừng. Okay, let's start just. Okay, all these opposites, opposite of all, nó dừng tròn tại một bên phía and mà cao thì chàn gì. Nó dừng tại thà chàn là gì. Bà chán thì xa thầm ai dừng tại thà sốt. Sốt bà. Chán sốt mình chắc dừng xa dừng sốt mới tầm đó. Bà okay. Let's big and small. Big and small. Thì chúng ta dừng to lên thế này. Và okay, big and small, tall and short, big and strong. Okay, soft and hard. Okay, soft and hard, fast and slow. Fast and slow, heavy and light. Mà trả mới đừng tưởng cho nhá, nhưng vẫn đang nói việc so đạt kinh tế tiền. Ok, look all good here, yes. Click. Và và yêu thích chẳng như mơ phía nữa em đi bài thả nâng được có hai được có hai nâng của bạn này vậy đấy hai nâng được có nâng được có hai hai nâng mà phía nâng tạm ấy đó big and và small đấy chọn đặt chân móc ở đằng thả phía mùi nâng như ai bài bán hai nâng phía bình ấy ở phía em ấy hai nâng được có nâng hai hai nâng được có hai của bán phải thành nâng tập tế của bạn này chắc nó phải mới những chan chan phải sâu ok chan mới big bạn ok write it for 5 minutes just write it for 5 minutes bạn xong rồi savior pram niti san tau ba to say vete san la pram niti ba ba say pram niti ba okay, yes, all this, okay, yeah, you very fast, clever, but you are clever, right hand, slack, just let them off, then slam, okay, right, all this, okay, listen to me and look at the board, okay, say, why board, look at the board, we got our kids here, okay, chan, that's a sword, okay,
chant after me. So tam kru. Okay. Chant after me. So tam kru na. Ba. Rồi chúng chấp đảm so sa thmey tam kru chấp đảm các ông nghe. Okay ta. Big and small. Yes. Big and small. Tall and short. Weak and strong. Soft and hard. Fast and slow. Heavy and light. Okay. One more time. Chant sold. All together, please. Chant after me. So, down to that. Okay. Big and small. Tall and short. Weak and strong. Soft and hard. Fast and slow. Heavy and light. Right? Yes. Chant all together. Like this. Chant. Yeah. Chant. Yes. Okay, chan, all the okay, when we finish our chants, I will put you some exercise. Yeah, I will put you some exercise for you, yeah, to do it. This night or to do it tomorrow. Rồi đặt lồng hạt ở dưới. Phơi nó về là dụng nấy rồi co. Hay xài. Đặt từ tớ. Nhưng mình chọc mày lên dưới. Bà. Cái chất rồi nó đặt. Mình thả. Mình chấm. Bà. Đấy. Ok. Ok, còn một tháng. Ok. Chàng, ok đó. Big and small, tall and short, weak and strong, soft and hard, fast and slow, heavy and light. Here, you look by yourself. Heavy, you know, heavy. You pronounce of the please. Heavy. Yeah, heavy. Yes. Okay. Light. Light. Yes. Good. Okay. Of the please. Heavy and light. Yes. Heavy and light. Okay. Fast. You hear me? Fast. Yes. Slow. Slow. Okay. How about that? Fast and slow. Fast and slow. Right here? Okay. Soft. Hard. Okay. You hear me? Soft and hard. Soft and hard. Yeah. Weak. Strong. Weak and strong. Okay. Weak and strong. Okay. Tall. Short. Tall and short. Tall and short. Okay. Big and small. Big and small. Big and small. Okay. We can translate. All right. Yeah, again, chan sốt, big and small, thông nâng tồi, thông hai tồi, được thế đấy. Tall and short, u hai tiệp, ok. Weak and strong, soi hai khlang. Soft and hard, tôn hai rừng. Fast and slow, lươn hai dựt. Heavy and light, thuần hai, sạp. Ok. Ok. To can you write it in your notebook? Bọn to trong cái sẽ viết cho trong trong sự phẩu sự sẽ của chúng ta. Notebook. Notebook là tha sự phẩu sở sẽ. Đó bục bụng sự phẩu cùng là chúng ta prà có mình mê trên cái sám nó cái hạt thạc book. Đó ta notebook và note nó có sự quan. Đó notebook nó tới chứ sự phẩu để chúng sắm đáp sự sẽ nó cái hạt thạc notebook sự phẩu có sắm sự quan. Ok. Sự thâu sầm đạp quát, sầm quà nữa. Sự thâu sầm đạp xó, sơ xê. Chẳng dưng sơ xê ở vì chọc sầm tớ. Và cô nâng lục lại nam mối nó mới đặt lùng hạt. Đó gì? Ok. Dạ, ok, let's. Và lúc lục lại nữa tay mà đoan tớ. Lại là dân
chan nè ba lúc lại nâng hai lúc luôn đã lùng hạt chuồn mình tịch lại nâng nát ba lúc đã lùng hạt chuồn ok mà xa dương mình riêng mình tết của dương lực làng bên phát tác chẳng ấy dương thì chỉ kiểm chứ của lục lại lần tránh của dương chạm với mưa được không nồng tới dương à chạm thì khả năng nói được của và dương liên sốt big and tall nhé ok ok, ông lấy đặt tha write each word 5 times. Write each word 5 times. So say ba. Pi ni muoi ni muoi oi ban 5 dong. Write each word 5 times. So say pi ni muoi ni muoi ban 5 dong. Chứ lúc bạn đã ới hay. Ok. Đôi chỉ big chừng mà. Ba. 1 2 3 4 5 ok number 2 tall và tall nó 1 2 3 4 5 yes and weak one two three four five and soft one two three four five and fast five one two three four five ok, only five, big, tall, weak, soft, fast. Yeah, big, tall, weak, soft, fast. Chắc như say lên đấy big, 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 big. Hãy đấy bạn chỉ lưu ý ở đây say bằng làm toàn chừng. Rồi chọn ao dương rồi say pi nắng, rồi đại đại nắng bay ở chạm đại. Hãy pi là mùi mùi say phong tấu và ăn bả đá, trai bả đá, hả? Sẽ phong tấu ăn bả đá, trai bả đá, nè. Ok. Ông bà tha dương sẽ big, big I spell B I G, big thùng. Sẽ rất big, big I spell B I G, big thùng. Là hốt đọc lúc chúng luôn pram đỏ. Mùi nâng dù tấu, mùi nâng sẽ bàn tuột thấy, ăn bàn tuột thấy, chạm bị nâng ọt là gì? Chắc bạn cũng đã ao ấy nè, big pram dong, nè, thằng ông này là big big nữa, tall tall, big big, soft soft, fat fat, ok, ok, now it's time for you all, ok, and for me, yes, we must say goodbye now, ok, I wish you good luck, ok, goodbye, see you tomorrow, yeah, see you next time, bye bye. Now we review our lesson again like this. Opposite words. Okay, big. Opposite small. Tall. Opposite short. Weak. Opposite strong. Soft. Opposite hard. Fast. Opposite slow. Heavy. Opposite light.
here. But you can translate by yourself. You can write it. Big opposite small. Tall to young tall. Tall short. Poor to young tall. Weak soy to young soy. Strong clang. Soft tun to young tun. Hard. Fast lươn to young lươn. Slow yut. Heavy thun to young thun. Light. But dừng phần đăng bài này, đồng lực phần đăng hai, dừng, ok, we say goodbye, yeah, see you next time, see you tomorrow, good luck, yeah, good luck, thank you, yeah, bye bye, children.